Lụt máy cưa xin chào toàn thể các anh em quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2024. Cửa hàng Lụt máy cưa chúng em lại xin lên sóng và giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nội địa anh em nha. Và lô ngày hôm nay thì toàn là những hàng chất lượng cho anh em, có như kiểu là Estin 021 kìa, Shindaiwa, đó Echo Curit có hai con hệ nóng đứng hàng chục giờ trợ lực cho anh em luôn nha. Còn hệ cưa gia đình đây thì có như kiểu Makita, Tananka, Marujama, Tananka anh em nhé. Và một con máy thanh lý cho anh em. Và hôm nay đánh dấu ký tự là lô chữ O. Lô chữ O, O1, O2 này, O3 cho tới O9 anh em nhé. Tại sao mà em lại đánh cái dấu ký tự là cái chữ O như thế? Bởi vì để cho anh em thuận tiện khi anh em đặt hàng. Khi mà anh em ưng con một trong những con máy sau đây ấy, thì anh em chỉ cần bảo là anh muốn mua cái con O1 chẳng hạn này, là cửa hàng chúng em biết ngay là cái con gì, hoặc là con O2 anh em nhé. Đấy, tránh tình trạng là anh em đọc máy, mã máy, tên máy thì cửa hàng chúng em rất khó phân biệt và khó lựa chọn. Thì anh em chỉ cần đọc cái mã như thế thôi là được. Và trong video ngày hôm nay thì cửa hàng chúng em thì không bắt anh em phải cọc trước này, và sẽ bao ship cho anh em tới tận nhà nha. Bao ship cho anh em lấy con máy nào thì sẽ đều bao ship cho anh em hết. Và tặng kèm cho anh em là một rũa, một tuýp mở buji và một tô vít chỉnh. Đấy, nên là không bắt anh em phải cọc trước, nên là anh em ưng con nào thì hãy xem kỹ video tua đi tua lại, xem thật sự ưng ý thì hãy đặt anh em nhé. Và công khai trên giá thành trên video này luôn. Đấy, những con máy này đều ghi giá hết rồi. Đấy, đều ghi giá hết cái phần tay cầm nhá. Phần tay cầm thì em có dán cái tờ giấy này. Đấy, để cho anh em đó, có ghi cái số ở đây này, để cho anh em thuận tiện khi anh em đặt hàng anh em nhá. Đấy, đây là giá thành của cây máy. Rồi, đầu tiên là con O1. O1 thì nói thật là cái con này thì nó để cho anh em nào mà nhu cầu sử dụng ít, cho anh em về sử dụng gia đình anh em nhá. Đấy, thì để cho anh em lâu lâu mới có thể sử dụng thì con này thì rất là hợp lý, thương hiệu Nakata. O1 thì con này chỉ bán với giá 1,6 triệu thôi anh em. Cho anh em nào về sử dụng gia đình sử dụng ít, nói chung là nửa tháng ấy, tháng ấy bỏ ra cắt chơi chơi một lần ấy ạ. Anh em nào mà không làm vườn làm rẫy thì sử dụng con này rất là phù hợp anh em nhá. Đấy, và dòng này thì phụ tùng thay thế dễ dàng, lam của nó thì dài 55 cm, phần mặt cắt còn lại là 50. Sử dụng là xài xích lớn luôn anh em nhá, xích 72, xích lớn, xích này thì nó là xích cực kỳ thông dụng trên thị trường rồi, mua bán rất là dễ dàng và cái dòng này thì nó cắt rất là nhanh luôn. Đấy, con này lốc hợp kim nhôm này, có tích hợp chụp giật trợ lực. Đó, anh em nào sử dụng ít thì lấy con này là phù hợp anh em nha. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Rồi, giật test nổ cho anh em nghe qua con này. Rồi, anh em nào mà ưng thì có thể liên hệ cho cả chúng em nhé. Con O1 giá 1,6 triệu bao ship đi tận nhà cho anh em. Con này thì công suất lớn anh em về sử dụng khai thác cũng được, nhưng mà con này thì anh em nào mà về sử dụng ít ý, thì lấy con này thì giá thành nó vừa phải cho anh em. Rồi, qua con O2 là một con máy cưa xích. Hàng này là thương hiệu Tananka. Hàng này hàng của Nhật bãi anh em nhé. Hàng của Nhật bãi. Con này thì giá 1,950 triệu. Hàng này thuộc dạng là cưa mini cho anh em nào mà về sử dụng cắt tỉa cành, tỉa nhánh hoặc là hay leo trèo trên cao nhá. Cắt những khung gỗ bằng bắp chân, bắp đùi hoặc là bằng cái phích nước đổ lại đấy ạ. Thì anh em sử dụng con này rất là hợp lý nha. Con này thì công suất 33cc, máy móc thì đẹp 90% cho anh em luôn. 1,950 triệu bao ship với tận nhà cho anh em. Lam là 40, phần mặt cắt còn lại là 35. Sử dụng là xài xích chung 91. Xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện, mua bán trên thị trường rất là nhiều. Đấy, có núm bơm xoang phụ đầy đủ cho anh em này. Con này đặc biệt có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em nhá. Đó, thương hiệu Tananka. Có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em nhìn này. Đấy, ốc này còn 7 màu nguyên. Anh em gì đâu, hàng này hàng quá đẹp cho anh em rồi. Đó, làm thì còn chữ Tananka luôn anh em nhá. Rất là hợp lý cho anh em luôn. Con này thì hàng quá đẹp cho anh em này. Quá VIP luôn. Nhạy nổ nhá, hàng của Nhật bãi thì sử dụng cực kỳ bền vào dòng này á, thì phụ tùng thay thế rất là nhiều cho anh em luôn, anh em không cần phải lăn tan anh em nhá. Phụ tùng rất là nhiều để thay thế, anh em nào mà thích một chiếc máy cưa mini nhỏ gọn, cân nặng khoảng tầm 3,5 kg đến gần 4 kg thì con này rất là phù hợp anh em nhá. Đấy, quá nhẹ nhàng cho anh em luôn, con này thì cầm nắm một tay thoải mái này. Anh em nhớ không, máy móc liền mạch, không có bể vỡ nứt nát gì cả.
đầy đủ chức năng cho anh em nhé. Rồi, và anh em nào ấy thì không thích cái hệ tay cụt thì cho anh em một con tay dài đây, giá chỉ 1,8 triệu thôi. O3 giá 1,8 triệu. Dòng này thì nó là dòng Maruyama, hàng này là hàng của Nhật luôn anh em nhé. Công suất của con này nó là 30cc, rất là nhẹ nhàng. Con này thì phù hợp cho anh em này về làm vườn, làm rẫy hoặc là cắt củi nha anh em nhé. Cắt củi để nấu nướng đồ linh tinh đấy ạ. Con này thì lam là dài bộ phần mặt cắt là bao nhiêu đây, em xem nào. Phần mặt cắt này chắc được khoảng độ 1,5 gang thì em xem nào. Đây, so đây. Rồi, cái phần con này thì lam của nó cũng là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 nhá. Lam xích nguyên zin của nó luôn. Con này thì nó sử dụng xích mini. Xích này bán trên thị trường cũng rất là nhiều anh em, không cần phải lăn tăn. Đó, và đặc biệt con này thì nó xài hai ốc chân lam này, bạn cực kỳ chắc chắn nhá. Lam nguyên zin Maruyama, máy Maruyama luôn này anh em nhìn thấy chưa? Đó, con này thì rất là rẻ cho anh em rồi. Anh em nào về sử dụng thì cực kỳ hợp lý nhá. 1,8 triệu bao ship hết tận nhà cho anh em. Con này thì công suất 30cc, về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Đường kính khúc gỗ khoảng 20cm đổ lại nhá, độ khoảng bằng cái gang tay này. Gang tay này, đường kính khúc gỗ khoảng gang tay đổ lại. Thì con này cho anh em về sử dụng gia đình nhá, cắt củ đồ linh tinh hoặc là anh em cầm đi làm vườn làm rẫy đấy ạ. Đó. O3 giá 1,8 triệu. Rồi, và anh em nào mà thích con tay dài nữa đây, không lấy được con O3 thì ở đây có con O4 anh em nhá. Con O4 này thì thương hiệu cũng là của Tananka, hàng này thì nó là hàng của Nhật bãi này. Đây, Made in Japan này anh em nhìn thấy chưa? Công suất con này thì 33cc nha, về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Và đặc biệt ý ạ, thì con này nó theo máy là một cây lam Latin luôn anh em nha. Đấy, cây lam Latin luôn chứ không phải là lam nhông đâu anh em. Đấy, lam con này thì nó là dài 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Lam nguyên zin của nó, xích cũng nguyên zin luôn. Xích là sử dụng xích mini, xích bán trên thị trường rất là nhiều, không cần phải lo. Đây, tình trạng máy cũng khá là đẹp cho anh em này. Tem mác còn trắng phau luôn anh em nhá. Đó, nhìn thấy chưa? Đó. Con này thì công suất nó lớn hơn cái con O3 một tí xíu. Hai ốc chân lam vẫn là hai ốc chân lam nha. Con O3 này thì công suất thì nó 30cc thôi. Đó, nhìn hai con máy thì nó khá giống nhau, nhưng mà cái con này thì công suất 30cc và con này thì công suất nó là 33cc anh em nha. Đó, nòng nó lớn hơn một tí xíu. Và theo máy lại là lam Latin nữa. Con này thì giá 1,950,000. Giá 1,950,000 nhé. Còn O4, con này thì thương hiệu Tananka, hàng của Nhật bãi luôn anh em. Rồi, và qua con O5. O5 là một con máy cưa xích, cũng là hệ cưa tay dài cho anh em sử dụng gia đình. Nhưng mà con này thì nó là đến từ nhà thương hiệu Makita. Và cái thương hiệu này thì nó rất là nổi tiếng rồi. Anh em nào mà sử dụng giống như là máy khoan, máy hàn, máy mài, máy cắt đồ linh tinh thì không còn xa lạ gì thương hiệu này nữa rồi đúng không anh em. Và dòng này thì nó là hàng cực kỳ bền và chất lượng cho anh em luôn. Và hàng này thì nó là chính hãng của nhà Makita nhé. Và dòng này nó là hàng bãi 10E333. Con này thì công suất của nó là 33cc. Máy này thì nó đầy đủ chức năng cho anh em luôn, như kiểu là có núm bấm xoang phụ này, có trục giật trợ lực này, có thắng xích khóa xích này. Đấy, anh em thấy chưa? Lam của nó thì dài là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Sử dụng là xài xích chung 91. Xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện. Và hàng này sử dụng anh em rất là ưa chuộng và tin tưởng sử dụng dòng này luôn. Giá bán là 2,250,000 anh em nha. Có tích hợp trục giật trợ lực đầy đủ này. Đấy, công suất 33cc thì về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại anh em nhé. Đó, nổ rất là ngon lành, thắng xích khóa xích này, sử dụng vẫn còn ngon lành hết nha. Đó, tình trạng máy móc này liền mạch, không có bể vỡ nứt nát gì cả anh em nha. Đó, nhìn thấy chưa, quá đẹp cho con này luôn. Thương hiệu Makita, hàng của Nhật bãi anh em. Máy móc nhạy nổ nha. Đấy, kéo rất là nhạy nổ luôn anh em. Đó, giật rất là nhẹ nhàng nha anh em nha. 2,250,000.
Rồi và bây giờ thì qua hàng để cho anh em, cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp đây. Anh em nào mà có kinh phí thì lấy những cái con bốn con máy này thì nó rất là chất lượng cho anh em luôn anh em nha. Đấy. O6 là một con máy cơ xích Echo Kyorit. Con này thì 3200 nhưng mà công suất của con này là 34cc nha. Và đặc biệt con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực luôn anh em. Anh em nào mà về sử dụng gia đình ấy, thì nếu mà muốn ngon, muốn chất lượng thì con này cực kỳ chất lượng cho anh em nha anh em nha. Anh em lấy con này thì về sử dụng đáng đồng tiền bát gạo cho anh em luôn. 2,7 triệu bao ship đến tận nhà cho anh em. Lam thì còn chữ Echo nguyên này anh em. Xích là sử dụng là xài xích chung 91, xích cái này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện. Lam phần mặt cắt là 40 nha, còn tổng thể độ dài là 45 phân. Phần mặt cắt ra này là 40cm này. Đấy, phần mặt cắt ăn gỗ là 40cm, có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam luôn anh em này. Đó, đây phần mặt tiền của nó đây. Con này thì cực kỳ chất lượng cho anh em về nếu mà anh em muốn sử dụng gia đình. Đó, made in Japan này. Hàng này hệ nóng đứng luôn nhá, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em này. Đó, tem mác hầu như còn chuẩn chỉ hết anh em nha. Đấy, đặc biệt có núm xăng phụ đây cho anh em đầy đủ nhá. Con này xài hai ốc chân lam này. Vặn trực tiếp bằng khóa 10 luôn. Công suất 34cc, nòng của nó là 38 ly. Và con này thì nó phù hợp cho anh em nào mà về cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30cm đổ lại. Nhưng mà anh em với cái tần suất mà sử dụng nhiều ấy, hoặc là anh em nào mà muốn một chiếc máy cơ xích ngon, chất lượng, giá thành không thành vấn đề thì con này rất là phù hợp nha. Rất là ngon lành cho anh em luôn. Vâng, và bây giờ là qua con O7. Con O7 cũng là một con Echo Kyorit tiếp. Hai con này thì nó gần như là chung một mẹ đẻ ra. Nó là chung một mẹ đẻ ra. Nhưng mà cái con này thì nó là 3.500, còn cái con này là 3.200. Đấy, và con này thì công suất là 35cc và con này thì 34cc. Hai con thì chênh nhau chỉ 1cc thôi. Anh em lấy con O6 cũng được, hoặc là anh em lấy con O7 thì cũng đều ok hết cho anh em nha. Con này thì giá 2.800.000 và có chụp giật trợ lực đầy đủ này. Lam của nó thì cũng là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Và đặc biệt này thì con này theo máy là lam Latin luôn anh em nha. Lam thì nó ngắn hơn cái con O6 một tí xíu nhưng mà theo máy lại là con này lam Latin. Đấy. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Anh em ý chưa? Con này thì anh em sử dụng con này cũng cực kỳ chất lượng nha. Giật tét nổi anh em nghe qua. Đó. Nói thật là cái hàng Kyorit này thì nó là hàng hệ đời mới và nó nhiều chức năng cho anh em, như chụp giật trợ lực này, thắng xích này, núm bơm xăng phụ này, hai ốc chân lam vặn trực tiếp này, đầy đủ cho anh em nhá. Đó, thì một trong hai con này thì anh em lấy con nào cũng đều được luôn, đều có chụp giật trợ lực này, đều có núm bơm xăng phụ này, đều có thắng xích đầy đủ này cho anh em. Đấy, vâng, và bây giờ là qua con O8 thì con này thì để cho anh em nào thích mà hệ nồi đồng cùi đá. Nồi đồng cùi đá hàng của Nhật bãi anh em nha. Đặc biệt là con này thì theo máy là lốc hợp kim nhôm luôn. Lốc hợp kim nhôm luôn. Lam của nó là 45cm, phần mặt cắt còn lại là 40. Lam là Shindaiwa còn nguyên nha. Lam xích nguyên zin của nó đấy ạ. Đấy, con này giá bán là 3 triệu đồng cho anh em. 3 triệu đồng. Hàng này thì nói chung là chức năng thì nó chẳng có chức năng gì cả. Nó chỉ mỗi cái là bền và khỏe. Đấy, bởi vì nó tích hợp là lốc hợp kim nhôm nên là nó chịu nhiệt rất là tốt. Anh em nào mà về sử dụng với tần suất nhiều thì nên lấy những con máy như thế này thì nó chịu nhiệt cho anh em, rất là chất lượng cho anh em luôn anh em nhá. Một ngày làm 7 8 tiếng liên tục đấy ạ. Đấy. Đặc biệt con này xài hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13 này. Cái thương hiệu Shindaiwa này có lẽ là các bác ở dưới ngả miền Tây là ưa chuộng với cái dòng này nhất, bởi vì cái dòng này á thì anh em nào mà sử dụng rồi thì cực kỳ thích cái dòng này luôn, cái vòng tua của nó rất là khỏe anh em nhá. Về cho anh em sử dụng gia đình chuyên nghiệp hoặc là anh em nào mà về sử dụng khai thác tầm trung, cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30cm đổ lại đấy ạ. Rồi giật test nổ cho anh em nghe qua này. Nghe thử cái tiếng máy nhá, nổ rất là khét luôn anh em. Kéo này ra. Đóng le vào. Mm-hmm.
8 giá 3 triệu đồng anh em nhá. Ưng thì có thể liên hệ cho cả chúng em. Rồi cuối cùng là một con máy cưa xích O9. Con này thì nó là hệ hàng của Đức, Estin 021 anh em nhá. Đây cho anh em nhìn này. Betty Germany. Hàng máy siêu VIP luôn, hàng siêu tầm luôn anh em nhá. Estin 021 này. Nhìn bên phần bên trong này, anh em nhìn không? Úi sổ con này quá đẹp cho anh em luôn nhá. Hàng của Đức. Đó. Hai ốc chân lam. Ốc này còn vàng ươm luôn anh em, vặn trực tiếp bằng khóa 19. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em. Thắng xích khóa xích sử dụng còn đầy đủ phần mặt tiền nó đây. Thắng xích khóa xích còn sử dụng nguyên nhá. Lam con này thì 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35, sử dụng là xài xích chung 91. Đó, tình trạng nhìn máy siêu VIP rồi anh em nhá. Anh em nhìn con máy này thì cực kỳ chất lượng, tem này. Đó. Cam kết chuẩn xin đét đẹp cho anh em này. Anh em nhìn không? Nhìn hình thức cây máy rất là chất lượng đúng không anh em? Đó. Hàng này hàng đẹp, hàng sưu tầm đấy ạ. Đó, giá bán con này thì nó là giá 3.900.000 bao ship tại nhà cho anh em. Con này thì nòng của nó là 40mm, công suất 40cc, về cho anh em sử dụng khai thác tầm trung hoặc là sử dụng gia đình chuyên nghiệp anh em nhé. Khai thác tầm trung hoặc là anh em sử dụng gia đình chuyên nghiệp. Đó, thì con này rất là hợp lý. Và cái dòng Estin này có lẽ là em không cần phải giới thiệu nhiều nữa rồi, bởi vì anh em nào mà am hiểu về máy cưa ấy có lẽ là cực kỳ biết cái dòng này nhá. Dòng này thì nó là hàng top 1 trên thị trường rồi, top 1 trên thị trường Việt Nam anh em nhé. Không có cái hãng nào có thể qua được, ngoại trừ cái dòng Estin và dòng Humana. Thì hai thằng đấy thì nó là hàng vua của cái máy cưa máy cắt cỏ rồi. Đây tay nắm giật to bản này. Rất là ngon anh em nhá. Rồi. Và vừa rồi cửa hàng chúng em đã giới thiệu cho anh em 9 con máy cưa xích. Anh em nào ưng con nào thì có thể liên hệ cho cửa hàng chúng em ngay để thà. Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.